đây là cơ hội để một số thành phần tội phạm hoạt động mạnh. Các cơ quan chức năng cần có kế hoạch truy bắt, quét sạch hiện tượng ném đá trên các tuyến đường liên tỉnh, giúp các nhà xe yên tâm hoạt động kinh doanh và người đi xe được đảm bảo an toàn khi đi lại trên đường. Miền Nam mong đợi một ngày bác sẽ
chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc. Vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Tại ngay tại vô lăng thì lúc đó thì không biết là còn như thế nào nữa.
sẽ có thêm một số hỗ trợ kế tiếp. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là đại bản doanh của Bến Cóc Xây Dựng. Những chiếc xe từ Bến Xe Miền Đông đi các tỉnh miền Trung, cũng dừng ở đây để bắt khách. Tình trạng này khiến giao thông nơi đây hết sức bất nhắm. Hơn 10 năm trở lại đây, xuất hiện loại hình xe dù rất phổ biến gây ảnh hưởng đến nội đô thành phố Hồ Chí Minh và địa hình phát triển thành thị. Đầu tiên là loại hình xe ô tô điện, với danh nghĩa vận chuyển khách du lịch từ các tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, nhưng thực chất là vận chuyển khách tuyến cố định. Các xe này ngang nhiên án ngữ tại những tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Những văn phòng của các công ty này nghiễm nhiên trở thành các bến cóc, xe ngang nhiên đón trả khách công khai. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm như Nguyễn Thế Bình, Lê Lai, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, quận 1 được xem là nơi hoạt động nhộn nhịp của các xe Open Tour. Cùng với xe Open Tour là xe hợp đồng, với danh nghĩa là hợp đồng chở khách nhưng thực chất là trá hình chở khách tuyến cố định. Các xe này tập trung chủ yếu ở khu vực đường Lê Hồng Phong, quận 5, chuyên chạy các tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang. Vậy dấu hiệu nào để phân biệt xe open tour, xe hợp đồng và xe chạy tuyến cố định? Thí dụ như xe open tour thì trước nhất cái phương tiện đó phải được sở, mặc dù là do Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu nhưng phải được Sở Du lịch gia cấp cái giấy chứng nhận đây là xe đủ điều kiện để phục vụ du lịch. Thứ hai, người tiếp viên trên xe ở bên mua phải học qua một cái lớp nghiệp vụ cho chính Sở Du lịch thành phố, chứ không phải là gặp nữa.